Linh sẽ quản lý toàn bộ số vốn của Lâm và cả gia đình tôi nữa. Và bây giờ chính thức nó sẽ là giám đốc của Đại Dương. Bây giờ không cần phải bầu chọn gì hết. Nếu như ai không đồng ý thì đứng ra tranh luận với tôi đây. Tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Tôi không đồng ý. Cậu mới là người không có quyền lên tiếng ở đây. Tôi chỉ lên tiếng thay cho sếp của tôi mà thôi. Sếp của tôi là cô Quỳnh Uyên Thi, vẫn là vợ hợp pháp của anh Trần Minh Lâm, được pháp luật thừa nhận. Cho nên nếu anh Lâm không còn năng lực làm việc thì người giám hộ số vốn đó phải là cô Thi, chứ không đến lượt người không liên quan gì tới anh Lâm là cô Linh đây. Vậy 80% số vốn mọi người nghĩ sếp tôi có cần phải bầu chọn nữa không? Nhưng chị Ngọc cũng là mẹ ruột của giám đốc Lâm, cũng có quyền giám hộ số vốn đó. Được rồi, vậy thì cứ đưa ra tòa giải quyết đi, chứ không thể có chuyện muốn giao cho ai thì giao. Anh Quang nói đúng, chuyện này cứ để ra tòa giải quyết đi. Tôi nghĩ cuộc họp nên kết thúc tại đây. Tranh cãi nữa chỉ làm mất thời gian của đôi bên. Nè sếp à, bây giờ mình về làm việc với luật sư đi, chuẩn bị thật tốt nếu phải ra tòa tranh chấp. Chào mọi người. Nè cô mẹ, kiện tụng bây giờ chỉ làm xấu mặt gia đình mình thôi, mà ảnh hưởng tới Đại Dương nữa. Cách tốt nhất bây giờ là làm sao cho thằng Lâm ly hôn nó kìa. Thằng Lâm nó cứ sai xỉn như vậy hoài, sao ký đơn ly hôn được? Nó sai thì càng dễ dụ nó ký. Còn thủ tục á, thì chị sẽ lo liệu cho nó. Nhưng mà phải thống nhất nghe không? Nói với mọi người là thằng Lâm nó đã chán ghét con Thi rồi, cho nên là chủ động ký, để tránh nó kiện ngược lại mình. Biết rồi, em sẽ không bao giờ nói cho ai biết đâu. Còn con thì bất cứ điều gì tốt cho anh Lâm là con sẽ làm. Có phải nơi đây trong ta nay đang phủ kín muôn sắc hoa, thoáng chốc quên đi đau thương, nghe theo giọng nói ngây thơ.